아니요. 네. Nhân tâm hương khói tên để tâm khô cuốn kiều chậm chung chen chen xuống về trong lần đón Tết khắp xóm thôn làng đón đưa ông táo ca chép lên trời xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phúc lộc nhà nhà cùng vui bình an chiều 30 dân hương kìa mâm quá kính chúc gia tiên cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn ngày đầu năm vui như cây hồi niềm hạnh phúc đất nước yên vui thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn ngày mùng hai ai đi hai lòng mừng tết mới kính chúc an khang lì xì đầu năm con chúc ông trăm tuổi hơn ngày mùng ba em đi lễ hội cùng gia quyến đón tết an hòa ngầm ngầm tình duyên em ước mong cùng ai xuân đoàn viên nè. Khỏi ghẹo tôi ha, tôi biết ai rồi đó nha. Đâu biết được là ai á. Anh cần xấu trai chứ ai. Cần xấu trai cho nên mới quen thấm xấu gái đó, chứ cần mà đẹp trai á thì sao. Thì á cần cũng sẽ quen thấm xấu gái. Nói đi. Đáng ghét hả? Kiên đã có chuyện gì không? Gì vậy? Gì đây? Lấy ra coi đi. Áo sơ mi đẹp không? Người ta nói là người đẹp vì lụa, cho nên mấy người xấu xấu vậy nè phải mặc cái này lên cho đẹp, để mấy ngày Tết á có áo bận lấy le với người ta chứ. Tôi xấu quắc hà. Nhưng mà mấy người có nghe cái câu người đẹp vì trang sức chưa? Hồi nào làm gì có câu đó. Câu đó cũng cần đó. Tặng em đó. Cái gì vậy? Mở đi. Bữa nay cũng biết tặng quà đồ. Đó. Quá đẹp luôn. Đẹp không? Cái kẹp tóc đó. Bảo đảm thấm xấu gái mà kẹp cái này vô đi chơi mấy ngày Tết đó là đẹp nhất cái xóm này luôn. Ai xấu gái chứ? Bộ anh hổng hơn thua với em một lần không được hả? Được chứ, nhiều lần cũng được nữa. Đây, anh kẹp đi cho. Đảm bảo đẹp gái lên liền luôn. Biết kẹp không vậy? Biết sao không. Đi nha. Kẹp vô đây nè. Từ từ nha. Tóc của em có mùi gì vậy? Cái gì? Xịt keo nhiều lắm luôn đúng không? Ồ, quá chừng mùi trên tóc luôn kìa. Điệu quá, hẹn hò tôi mà điệu ghê luôn á. Không dám đâu, tóc người ta vô nếp tự nhiên chứ bộ. Kỳ quá à. Ta đi về. Vậy cũng đòi về nữa. Anh kẹp cho. Quá đẹp luôn. Bữa nay á, có người mua kẹp mua nơ đồ nữa. Bộ lúc lựa, không sợ người ta chụp quê hả?
Có gì đâu mà sợ chứ. Anh đi vô chợ ha, anh dòm dòm, anh ngắm được cái nào đẹp, anh chấm được rồi ha, anh bắt thằng Út Kiệm vô mua giùm anh. Trời ơi, tưởng gì à. Được. Ý, chết. Dạ. Ê, coi chừng té. Được, đã kiểm lâu không? Điều cũng mới tới à. Kiểm có cái này, tặng cho Đượm nè. Cái gì vậy? Mở ra đi biết. Làm gì mà bí mật vậy à? Trời ơi, dễ thương quá vậy. Thích không? Thích. Để kiểm cài cho Đượm nha. Ừ, cài thử đi. Sao? Đẹp không vậy? Dĩ nhiên là đẹp rồi, Kiệm làm mà sao không đẹp được. Tất nhiên nè, lấy điện thoại của Kiệm ra chụp hình cho Đượm đi. À, đúng rồi ha. Ừ, dạ. Chụp đẹp đẹp nha. Kêu nữa. Góc này nè, góc này nè mới thấy được mấy cái kẹp đẹp. Góc nó đẹp không vậy? Đẹp, dáng cao lắm. Rồi, coi hình lại nha. Nhiều hình đẹp quá. Dạ hả? Biết làm sao bây giờ, Đượm coi luôn đi. Nói nghe nè, tí nữa mà hình đẹp quá hả, Đượm đăng lên mạng hết luôn. Đượm tách Kiệm vô, ừ. Kiệm là người chụp hình. Đó, đẹp chưa? Gì hả? Hình gì mà thấy ghê vậy? Nhìn Đượm giống như là bà khùng bà điên vậy. Kiệm thấy đẹp mà. Ủa, có điện thoại. Dạ, alo. Dạ có. Tiếng của Đượm nè. Tiếng hả? Ừ. Dạ, có nghe là tiếng. Nè, con về nhà con coi nhà cho tía với má đi công chuyện đó nha. Dạ con về liền. Tía kêu đi về nhà coi nhà cho tía má đi công chuyện. À. Mà quên nữa, rảnh quá ha, kiếm chuyện để gẹo người ta hoài à. Rảnh quá dư thời gian thì lo suy nghĩ kiếm tiền để đền bù cái vụ qua của họ hai đứa mình đi kìa. Được, yên tâm đi, Kiệm đã nghĩ ra cách rồi. Đó là cao kiến. Hay quá hả? Ừ. Cách gì vậy? Tiền lì xì của tụi mình. Được không vậy? Sao lại không được, Kiệm đã nghĩ ra rồi đó nha. Kỳ này tụi mình sẽ hành động theo phương châm tích cực thăm hỏi người quen lẫn người không quen. Sau đó hả, tăng cường năng nỉ ỉ ôi tía má và anh hai chị hai. Bảo đảm nha, tiền đề thi kỳ này của tụi mình đó là nhiều vô số kể, mùa màng bội thu luôn. Hay quá. Tụi mình thấy được á. Sao lại không được, Kiệm mà. Thông minh không? Thông minh. Thưởng đi. Thưởng gì? Cà lép đậu đỏ. Cũng được á. Để Đượm thưởng cho, nhưng mà Kiệm trả tiền nha. Như kỳ vậy? Thôi kệ, chơi luôn, coi như là hả, Kiệm sẽ tự thưởng mình vì người quá là thông minh. Yeah. Đi. Chơi kệ em liền đi. Mấy cái đứa nhỏ này thiệt tình. Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Alo, chị sao à? Ừ, nó mới phát tài chưa? Dạ, đang chờ anh qua để mở hàng phát tài nè. Ừ, nè, muốn điện thoại cho chị bàn chuyện cái này cái. Cái vụ xong đất rồi á, chắc 9 giờ tôi qua tôi xong đất quán chị hen. Ờ, được, nhưng mà đừng có quá 11 giờ vẫn được. Vậy đi. Nè, anh có nhớ là cái vụ tôi dặn quét nhà không? Khỏi lo, chị khỏi lo. Trời ơi, tôi không có để một cọng rác nào ra khỏi nhà tôi đâu. Alo. Biểu không? Biểu. Dạ. Sao tía? Chị đi đâu vậy? Con quét nhà. Hồi nãy con quét sạch bon luôn rồi đó, sạch sẽ lắm luôn, từng ngóc ngách luôn. Cái gì? Dạ. Rồi nó đâu rồi? Cái gì đâu tía? Rác. Ở đâu? Rác trong thùng rác á, con để ngoài kia kìa. Còn mớ ngoài vậy con lấy cái bao con đặt con hốt vô. Ê. Thôi, đưa đây. Dạ. Bây giờ mày xuống mày phụ má mày nấu đồ ăn sáng đi. Để mày tí làm cho ha. Thôi, để con làm gần xong rồi tí cứ ngồi đó chơi đi. Thôi. Làm ơn làm phước xuống phụ má bay đi. Cái chuyện rác này để tí lo. Vậy tí hốt rồi giỏng giùm con nha. Ừ, để tí. Dạ. Hên ghê. Hên là chận kịp thời, chứ không là chết luôn. Coi như là xong nha. Năm nay là mình không có để thất thoát một cọng rác nào ra khỏi nhà. Má ơi, má để đó con làm cho. Ừ, để má làm. Má mới hiểu cái tính ý của tía con.
Tía con dạ. thích ăn bánh tét phải giòn giòn chút. Nè con ơi. Dạ. Lấy một dĩa dưa món nha con. Dưa món luôn má ha. À. Đừng có quên lấy một ít đường. Con biết rồi. Má ơi, con rửa cho em với ớt xong rồi nè má. Được ơi, được. Dạ. Nè, chuẩn bị bưng cái mâm lên rồi mời tí ăn sáng đi con. Dạ. Trời ơi, bánh tét thơm quá má. Ừ. Coi chừng nó ăn vụng quá má. Chà. Ủa Tía, Tía kiếm gì vậy Tía? Con có thấy cái bọc đen đen Tía để chỗ này không? Dạ thấy. Ở đâu con, ở đâu? Nãy con mở ra con thấy gác cho nên con mang đi giục rồi. Giục ở đâu? Con giục ở ngoài sân á Tía. Trời ơi, giục trời. Khổ ghê, thì hai đứa này sáng nay nó quậy tôi trời ơi. Cái gì vậy trời? Để đây đi má. Con. Ủa Tiến đâu rồi? Dạ Tiến đi ra ngoài sân lượm rác rồi. Cái gì? Lượm rác. Ôi trời ơi, còn đầy đủ hết. Không có thiếu một. Ồ trời ơi, sao thấy cái đôi dép quen quen? Hình như là chào. Hello. Hello. Đâu đâu? Ồ, vậy à? Đi vòng vòng trong nhà. Đi vòng vòng trong nhà. Ừ. Mồ hôi kìm lum. Giấu gì sao đít vậy? Có giấu gì đâu. Ồ, vậy à? Vậy là đưa hai tay trước đúng cái nè. Nè. Bên tay kia nấn nè. Nè. Đưa hai tay luôn nè. Nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè. Nghĩ thì sao? Sáng sớm coi như là đội nó mặc áo dài tới đi lụm rác là sao không? Tôi làm này là kiên cử cho cả nhà mình nguyên một năm luôn, thấy không? Không có bị cái gì xui hết. Bởi vì á, đầu năm đầu tháng á, là người ta nói là không được cho một cái gì ra khỏi nhà hết. Dù cái đó là chỉ mà một cọng rác. Trời ơi, tôi nói ông nghe, nếu mà mình kiên cử cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó thơm thảo đi. Sao mà đầu năm đầu tháng mà quần dài áo rộng đi la lụm từng cọng rác rồi bỏ vô, sao mà phiền phức quá. Thôi miễn đi nè. Không không, tại vì mấy đứa nó không có mấy đứa nào chứ. Bây giờ cho ông chọn một trong hai con đường mà thôi. Một là bây giờ bỏ cái này đi, đi vô ăn sáng nha. Còn hai là cầm bình rác này đứng ngay tại chỗ này. Đây, ta đứng đây từ sáng từ trưa từ chiều cho tới tới bình rác xong rồi mày làm cái tôi khùng á. Vậy đi. Tự nhiên đứng là cầm bình rác như chứ khùng. Quăng đi vô ăn cơm sáng. Được, giờ thua keo này bài keo khác thôi. Dạ, năm mới con chúc má luôn luôn sức khỏe dồi dào, làm đâu trúng đó, luôn trẻ khỏe như tụi con. Má cảm ơn con. Má chúc con nè, năm mới á, sức khỏe thiệt là nhiều nè, rồi làm ăn thật là thành công nè. Và điều quan trọng nữa, năm nay phải cho má có tin vui đó, nghe chưa? Dạ. Đây, má mừng tuổi con đây. Má. Tiếp em, tiếp em. Dạ, năm mới con chúc má luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn tươi trẻ và nhất là luôn luôn suôn sẻ đồng ý những lời xin xỏ của con. Thằng này nó khôn quá trời quá đất luôn, nhưng mà chúc dần gì điệu dữ quá. Đây, má mừng tuổi con. Cảm ơn má. Đây nè, nghe má chúc đi nè. Má chúc con cũng là thiệt là nhiều sức khỏe nè, học hành thiệt là giỏi nè, và điều quan trọng là phải thành đạt nha, phải trưởng thành hơn nữa nghe chưa. Dạ, cảm ơn má. Ừ. Ê khoan khoan, còn một điều nữa, năm nay phải đậu đại học cho má đó. Dạ, nhất trí. Cái gì? Thì vừa ngoan ngoãn vừa trưởng thành á thì một bao, nhưng mà đậu đại học á là một bao nữa, nó mới linh. Gì Út? Ham quá vậy? Đúng rồi.
em con đã nói đúng đó. Đây, má mừng tuổi con thêm nữa. Dạ, con cảm ơn má. Thôi, đủ rồi. Má cho nó hai cái kìa. Khổ quá đây. Đó, được chưa? Anh hai. Được rồi Út. Hãy chúc Tết làm sao mà nghe lọt lỗ tai đi nha. Thì cái bao mới nặng được đó. Để suy nghĩ. Có rồi. À, năm mới á, em chúc anh hai vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc, muốn gì được đó, cưới vợ không khó, hỏi cái được liền. Hay. Em trai xin tiền cho ngay lập tức. Yeah. Cảm ơn hai. Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Coi coi, má gọi nè, hai gọi nè. Chà, chút nữa hả, sẽ qua nhà chú Thím Năm. Xong rồi sẽ ghé qua nhà của bà Tám. Tiếp đó sẽ qua quán của dì Sáu. Chú Thím Năm, nhà bà Tám, quán dì Sáu. Được. Alo, Kiệm đẹp trai nghe là được đẹp gái. Sáng giờ Kiệm đẹp trai mừng ăn được gì không? Sáng giờ hả, mới mừng người trong nhà à, chưa ra ngoài nữa. Lát nữa ra. Còn được sao gọi? Tía đi đâu mất tiêu rồi, nên nó chưa có chúc Tết cả nhà được. Ủa, gì kỳ vậy? Hồi nãy á, chú Năm gọi hai của Kiệm qua sớm mà. Vậy đâu rồi ta? Vậy hả? Ừ, chú Năm gọi qua sớm nên hai của Kiệm qua trước. Lát nữa má với Kiệm sẽ qua sau. Chứ không thôi là đi chung rồi đó. Ủa, tía đụng nên làm gì vậy ta? Ồ, năm mới tôi chúc chị Sáu nha. Dạ. Mua may bán đắt, một dạ. Vốn bốn lời. Dạ. À, lúc nào khách khứa cũng vô quán chị được 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 được. Dạ. Chúc chị. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. À, năm mới tôi cũng chúc anh. Ừ. À, cầu gì được đó. Cái khó tránh xa, tiền vô chẳng ra, cả nhà vui vẻ. Ôi đất ơi, chị chúc có dần gì là hay quá trời hay rồi. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dạ, chúc phải có dần có điệu nghe nó mới hay chứ. Cảm ơn chị. Tôi chúc rồi đó. Ừ, chị chúc rồi tôi biết mà, cảm ơn. Có cần tôi chúc lại không? Thôi, những cái lời chúc hay như vậy á, chúc một lần thôi, chúc nhiều lần nó không hay. Dạ. Cảm ơn chị. À, nếu mà nói chúc hay lì xì đi. À, lì xì cho chị. Ờ đúng rồi, tôi chúc anh quá trời ngon không lì xì. Trời ơi, chị Sáu. Hả? Ủa chị dặn tôi gì chị quên hả? Dặn anh chị gì? Chị nói á, năm mới á, đầu năm đầu tháng đừng bao giờ cho ra một cái gì hết á. Thấy không? Thu vô thu, không thu đâu đừng cho ra. Không, dù lớn dù nhỏ hay gì cũng cho ra. Thậm chí tới cọng rác cũng đừng cho nó ra khỏi nhà nữa. Nhớ không? Chị nhớ không? Nhớ. Có, tôi có dặn anh. Đó, thấy không? Ừ. Thôi tôi vô nha. Ừ. Dặn chi giờ tôi đắng lòng với ổng quá. À. Ủa, tía con đâu rồi? Tía đi đâu mất tiêu rồi má? Má, à. Mà hôm nay tía lạ lắm nha. Hồi sáng á thì la hai cái vụ quét nhà, xong rồi họ nhằn con cái vụ đổ rác. Bây giờ họ gọi điện kêu anh cần qua sớm đã, xong rồi đi đâu mất tiêu luôn. Ủa? Ủa? Hai thấy tía ra ngoài vườn mà. Nè, mà sao con biết là tía con kêu cần qua đây? Thì Út Kiệm gọi điện thoại cho con á. Tại vì tía nói là anh cần qua đây sớm, cho nên anh cần qua đây chút một mình rồi. Cổ Út Kiệm gì Út qua sao? À, thôi được rồi. Nói tới đây là má biết là tía mày nhúc nhích cái gì rồi. Nè, Út Được, bé hai. Dạ. Làm cái chuyện này cho má. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá. Đúng không? Trời đất Tết mày vui vẻ quá, hát hò được ha. Chú. Ồ, đồ đẹp quá mày. Dạ, vậy mới nè chú. Trời ơi, sao bóng quá vậy? Ủa, mà sao chú đứng đây vậy? Trời, tao thấy cái mặt tao luôn. Hả? Mà sao chú đứng đây vậy? Mày đi đâu hả? Qua nhà chú nè. Chú lại đây chú mua đồ. Mà bà Sáu, bà không bán. Thôi bây giờ nè, có sẵn có con này nè, con ở đây nha. Dạ. Con chờ chú, chú chạy chú đi mua đồ. Xong rồi chú vòng về đây cái chú mày về. À, chú. Gì? Chú mua đồ gì vậy? Tao nói với con đi, con mua giùm cho. Mua gì đâu, em quên không có. À, thôi đồ của chú mày không biết đâu, tao đi mua tao biết, mày không biết đâu nha, mày đứng đây nha.
chú vòng lại rồi về nha, đừng đi đâu nha. Dạ. Sáu ơi. Ơi. Sáu. Ủa cần con. Dạ. Đẹp trai quá. Cảm ơn gì. Năm mới con chúc gì buôn may bán đất. Rồi. Tiền vô như nước. Ờ. Trăm năm hạnh phúc. Trời ơi, cảm ơn con nha. Mà mày có duyên quá. Tao có chồng đâu mày chúc tao trăm năm hạnh phúc. Mắc dịch. Thì con chúc vậy là để năm sau thím có chồng. Ông mày ơi, nói chung là cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Bây giờ năm mới là Sáu cũng chúc con. À, trước tiên là chúc con sức khỏe. Nhưng mà sao không có chúc rườm rà đâu. Ngắn gọn nhưng mà xúc tích luôn. À, chúc con sức khỏe. À, năm mới sẽ cưới được vợ. Vợ con sẽ là cô Thấm. À, ôi, đúng ý con ghê luôn. Đúng ý. Cảm ơn Sáu nha. À. Cảm ơn Sáu. Chúc xong là lì xì hay là mày mua ủng hộ sọp sọp chút xíu chứ. Ồ với ợt. Ừ. Con mà mở hàng là bao sọp luôn, bao hả bán đắt như tôm tươi. Rồi vậy nhé. Lại con xíu. Gì nữa vậy? Điện thoại. Rồi. Thắm gọi. Alo nghe nè Thắm. Anh qua nhà em chưa? Anh chuẩn bị qua nè. Anh mới gặp chú Năm bên đây xong nè, đang chờ chú Năm rồi về chung luôn. Tí em không ra nữa đâu. Bây giờ anh qua nhà em luôn nha. Ủa kì vậy? Anh qua liền đi, tí má em đang chờ đó. Rồi, anh biết rồi, anh chạy qua liền nè, đợi xíu nha. Ê, cần. Cái kỳ vậy trời, nói nghe nè, vậy là mày mua 10 thùng nước ngọt phải không? Lát nữa gì chở qua nha. Dạ, anh làm ơn nhắn lại với mấy anh mấy chị á, là tôi gửi lời thăm, nói là sau mùng 10, tôi sẽ lên chơi với mọi người. Vậy nha. Dạ. Dạ, ngoại sống chứ ngoại. Chú Thiếm Năm gọi điện hối quá trời luôn á. Ngoại thì xong rồi, nhưng mà phải chờ cái người ta sửa soạn, mần mặt nó hơi lâu. Dẫu biết rằng là về Tết nhất ra đường phải đẹp, nhưng mà mần mặt vậy thì hơi lâu ngoại ha. Lý ơi, Lý. Xin lỗi nha. Theo như sự lý giải có lý của Lý thì người mần mặt không phải là Lý. Còn theo cái sự tính toán của anh á, trong căn nhà này chỉ có hai người được phép là mần mặt đẹp thôi. Mà ngoại thì ngồi đây rồi, thì chắc chắn là em trong đó còn gì nữa. Lý, lấy thêm miếng nhà đàm cho anh đắp mặt nạ coi. Đó, nghe chưa? Chính hắn đó. Trời. Lý. Nghe rồi, chờ chút. À, từ sáng tới giờ nó vẫn bình thường thôi. Tự nhiên có cái cú điện thoại, cái nó vậy đó. Ngoại ơi, bây giờ con tính toán vậy ha. Chú Thiếm Năm từ nãy giờ gọi điện hối nhiều lắm rồi. Hay là con, ngoại với em Lý mình qua đó trước đi. Rồi khi nào Chí xong rồi anh Chí qua sau ngoại ha. Con nói cũng có lý. Dạ. Nhưng mà ngoại muốn biết về cái cú điện thoại đó của ai gọi nó, mà tự nhiên nó quẹo ngang cho nó đi mần mặt. Anh Chí hả? Tí em nói em gọi điện nhắc anh là sáng nay nhớ qua xong nhà cho nhà em nghe. Anh nhớ rồi. Anh à, mà anh có mần mặt chưa vậy? Cái gì? Mần mặt hả? Ê, em tính thử coi là anh là có tỉnh hay không đó hả? Nè, anh nói cho em biết nha. Người có ăn, có học, có địa vị xã hội như anh á, thì không bao giờ làm những cái chuyện mà gái tính như là mần mặt đâu ha. Mèn ơi, không ngờ một người có ăn, có học, có địa vị xã hội giống như anh mà lại sống lạc hậu đến như vậy. Mần mặt á đâu phải là chỉ là quánh phấn thoa son đâu. Mần mặt á là còn chăm sóc cho da mặt mình thật là sáng láng. Em nói cho anh nghe nha, hôm qua hả em thấy trên mặt anh xuất hiện mấy cái mụn to đùng luôn á. Thiệt hả? Có chứ, trời ơi. Thường ngày hả mặt anh sáng bừng đẹp bấy nhiêu á, thì mấy cái hạt mụn đó làm cho mặt anh tối hồi xấu bấy nhiêu luôn. Phải không vậy? Ừ, dạ phải. À! Có một hột mụn thiệt nè. Trời đất ơi, cái hạt mụn đó mà anh mà không xử lý nha, thì từ một mụn nó sẽ lan ra thành nhiều mụn. Anh sẽ từ một người có ăn, có học, có địa vị xã hội sẽ trở thành một người có mụn, có nhiều mụn và có rất rất nhiều mụn luôn. Lý ơi, Lý ơi, Lý, Lý ơi. Sau đó con đã chỉ cho anh lấy ba miếng nha đam đắp lên mặt thì mụn sẽ lặn. Bảo đảm bây giờ anh đang nằm ở nhà để đắp mặt nạ rồi. Hả? Không có qua xong nhà cho tía được đâu. Giỏi đó. Má, lát nữa má nhớ cho con bao lì xì nặng chút xíu nha. Tía mày. Thank you.
Trời đất ơi, ta nói không có ai mà thông minh bằng mình hết trời ơi. Chui ra, chui vô, coi như là mình đâu. Coi đâu có tính mình sóc đất hay là gì đâu. Vậy là khỏe rồi, thông minh quá trời ơi. Dạ, thưa tía má, năm mới con với Út Đượm xin kính chúc tía má luôn vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, vàng sang như chim phụng, không cần làm lụng như chim sâu, và sống lâu như đà điểu. Dạ con xin hết. Trời đất ơi, hai đứa nó chúc tôi với bà lạ quá hen. Quá hay luôn. Tôi không ai mà giống con gái mình hết á. Cái gì đâu lạ. Sao không lạ? Nó cho tôi với bà lai nhiều cái giống chim lắm, sao không lạ? Tía này kỳ quá à. Tía biết không, con với lại Út Đượm hả là phải trằn trọc cả đêm, rồi phải lên mạng lùng sục rất là nhiều câu chúc mới chắc lọc được những câu chúc hay như vậy đó. Chưa kể tới chuyện họ con với hai họ phải luyện tập cả đêm để nói sao cho khớp nữa. Dạ. Giỏi quá. Thôi tía, má nói chơi vậy thôi con, chứ là tía má vui mừng lắm. Tết nhất vậy nè mà cả nhà mình sum họp về con cái nó đề quề vậy á là hạnh phúc nhất, là không có ai bằng gia đình mình đâu. Con hứa với tía má là Tết năm nào nhà mình cũng sẽ quay quần đông đủ như vậy. Dạ. Con cũng hứa với tía má là nếu mà sau này con có đi học xa hay là đi lấy chồng thì tới Tết đó con cũng về đây để ăn Tết với tía má với hai. Trời nhớ ơi. Nha. Dạ. Mà thấy chưa, hai đứa con mình nó giỏi không nè. Thôi rồi, tía má cảm ơn tụi con nhiều. Bây giờ nè, bây giờ là tía lì xì nha. Bây giờ nè, tía lì xì cho bé hai nè. Đây. Cảm ơn tía. Tía chúc cho con á là được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn của con á lúc nào cũng thành đạt hết á. Đặc biệt là ở dù ở đâu con cũng vui vẻ như vậy là tí vui đâu. Cảm ơn tía. Bà cũng vậy, chúc bà năm mới là nhiều sức khỏe này cái Lộc ha, cho nó vui. Cảm ơn. Còn đây nè, con gái cưng của tôi nè, đây nghe Út tôi đây đó. Dạ. Tí chúc cho con năm nay nè, nhớ nghe thi đậu nha, rồi nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, vậy là tí má vui nha. Dạ, cảm ơn tía. Ừ, vậy đi con. Sao mình lại bị dư một cái bao lì xì vậy ta? Thì tại vì Út cưng của hai vẫn còn chưa được lì xì á. Thì có phải là muốn được nhận bao lì xì á là phải chúc Tết không ta? Vậy năm mới ông chúng hai đi xa rồi lại về gần, cuối năm đám cưới rần rần cho tía má vui. Trời ơi, giỏi quá. Con Út tôi mà nó chúc nghe có dần có lớp ghê nghe, đã đào trời đất à. Mà nè, cái này là chúc Tết hai hay là định tía má vậy hả? Cả hai luôn. Giỏi. Dễ sợ à. Thôi được rồi, đây hai lì xì cho Út nè. Dạ. Và hai cũng chúc cho Út á là và năm mới sẽ có nhiều thành công trong học tập, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt á là luôn mạnh khỏe và tươi trẻ nữa. Lâu rồi. Cảm ơn hai. Tôi nói thiệt, tôi không có ở trong cái làng, trong cái xóm này không ai mà hạnh phúc bằng gia đình mình có hai đứa con gái, nó đã đời trời đất luôn à. Giỏi dễ sợ nè. Rồi ăn mánh mứt đi cô con nha. Dạ, rồi, dạ. Uống trà rồi đi chơi nha, đầu năm đầu tháng nha cô con đây. Để con rót trà tiếp. Rồi rót đi con. Rồi bây giờ tính dài nha, bốn đứa con qua bên nhà chú Thím Năm chúc Tết để xong đất cho kịp giờ nha. Dạ. Còn má với dì Tám ha, qua nhà dì Sáu chúc Tết xong rồi thắp tùng qua luôn nha. Dạ. Rồi vậy nha. Dạ. Đi ha. Đi. Alo, Đượm đẹp gái hả? Có bắt kịp với nhà bà Tám chưa? Má chứ bà Tám qua sau, còn hai đứa kiệm qua trước á. Vậy để họ Đượm vô báo cho má biết nha. Ê, Đượm nhớ để dành bánh tét chiên cho kiệm nghe. Chàng ơi, thì cứ tới đi, rồi người ta chiên cái mới cho ăn. Vậy đi nha. Dạ, tía má ơi, anh Toán gọi điện báo là ảnh với lại gia đình bà Tám đang trên đường qua nhà mình á, sắp tới rồi. Trời ơi, vậy được rồi, thấy không? Tốt rồi, tốt rồi, tốt, có người tới xong đất là tốt rồi. Ủa, chứ không phải ông nói là ông phải chờ cần hả? Thì đúng là chờ cần, nhưng mà giờ cần nó chưa tới thì bây giờ gia đình dì Tám người ta tới không lẽ để người ta đứng ngoài người ta chờ đầu năm mà kỳ không? Đúng, không lẽ gì một người mà bắt tất cả mọi người đều phải chờ đúng không? Đúng rồi. Rồi nè, hai đứa. Dạ. Làm chứng nha, tía con đã nói vậy rồi nha. Dạ. À, hồi nãy anh Toán có nói cái này mà con quên. Anh Toán nói là anh Chí không có qua được. Ủa sao vậy ta? Sao anh Chí nó qua không được? Anh Chí mới ở nhà mừng mặt rồi. Cái gì? Mừng mặt á. Ê, đừng có nói với tôi là không có thằng Chí, là coi như bắt bà Tám đứng ngoài chờ không cho vô nhà nha. Trời ơi, đâu được tía. Hồi nãy tía cũng có nói là không thể nào vì một người mà bắt mọi người chờ được, đúng không má? Ừ. Thì có ai nói là để dì Tám đứng ở ngoài chờ đâu. Nhưng mà bây giờ phải có người xong đất mà có ai đâu.
thì bây giờ mình không có anh Chí, mình cũng có anh Cần mà tía. Cần đâu, Cần đâu, đâu, Cần đâu. Vậy là ý ông nói nếu mà có thằng Cần thì ông cho thằng Cần nó xong nhà đúng không? Đúng. Hai đứa. Dạ. Làm chứng nha, làm chứng lời tía con nói nha. Dạ. Dạ. Ê chết, mà hồi nãy anh Toán có nói một chuyện mà con cũng quên nữa. Hả? Anh Toán nói là đi chung với gia đình bà Tám qua đây á, còn có dì Út, anh Cần với lại Út Kiệm nữa. Có anh Cần qua nữa đó. Ờ, thì thằng Cần nó qua đến xong nhà, ông nói là ông cho nó qua xong nhà rồi mà. Nhưng mà thằng Cần nó... Rồi, như vậy là có thằng Cần xong nhà rồi đúng không? Hai đứa, đi xuống dưới bếp làm nước. Dạ. Đó anh Cần đi con. Dạ. Ủa, rõ ràng là... Rõ ràng là ông kêu thằng Cần nó ở ngoài quán, đúng không? Mà lý do gì mà bây giờ nó tới đây, đúng không? Đúng rồi. Tôi nói ép ông nó nghe. Nãy giờ vậy, đúng là có thờ thì có thiên, mà có kiên thì có lành. Nhưng mà cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Cái gì mà ông dị đang quá rồi, coi nó không có vui, coi nó không có được. Thì ai biết đâu, tính Tết nhất làm cho nó đúng bài, đúng bản, đúng cái của ông bà. Không ngờ mà mệt gần chết thì biết vậy thôi thôi đi. Thì vậy thôi đi ha. Biết vậy thôi mà tên cái gì nó cũng phiên phiến thôi ha. Thôi giờ ai vô cũng được, mệt quá đi. Vậy đi nha. Vậy là cuối cùng cũng có người nhận ra chân lý rồi. Đúng không? Hay quá. Hai ơi hai. Hả? Ra ngoài coi kìa. Cái gì? Hai ra đi rồi biết. Đi liền đi hai. Hai. Nhìn kìa. Cánh mai khoe sáng dưới nắng xuân vàng. Bánh chưng bánh tét mứt bí mè gừng. Khi nhân tâm hương khói tên đầy tâm khô cuốn kiều. Chấm chung chen chen xuân về. Trong lần đón Tết khắp xóm thôn làng. Đón đưa ông táo ca chép lên trời. Xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phúc lộc. Nhà nhà cùng vui bình an. Chiều 30 dân hương lễ chùa. Kìa mâm quá kính chúc gia tiên. Cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như cây hồi. Niềm hạnh phúc đất nước yên vui. Thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn. Ngày mùng hai ai đi hai lòng. Quần Tết mới kính chúc an khang. Lì xì đầu năm con chúc ông trăm tuổi hơn. Ngày mùng ba em đi lễ hội. Cùng gia quyến đón Tết an hòa. Ngầm ngầm tình duyên em ước mong cùng ai xuân đoàn viên. Vương khói tết đầy tâm khô cuốn kiều. Chậm chung chen chen xuân về. Trong lần đón Tết khắp xóm thôn làng. Đón đưa ông táo ca chép lên trời. Xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phúc lộc. Nhà nhà cùng vui bình an. Chiều ba mươi dân hương lễ. Kìa mâm quá kính chúc gia tiên. Cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như cháy hồi. Niềm hạnh phúc đất nước yên vui. Thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn. Ngày mùng hai ai đi
hài lòng. Mừng Tết mới kính chúc an khang. Lì xì đầu năm con chúc ông năm vui hời. Ngày mùng ba em đi lễ hội cùng gia quyến đón Tết an hòa. Đậm ngần tình duyên em ước mong cùng ai xuân đoàn viên. Xuân đã về, xuân dân mến mạng, xuân đã về. Khổ ghê á, có đứa chắc là đang hụt hẫng vì bị thất thu nè. Mà ráng tỏ ra hí hửng vui vẻ để cho quên buồn đúng không? Ai đồn hụt hẫng gì? Út đang vui thiệt á nghe. Vui gì chứ? Nè, má đi rồi, nhà còn hai anh em thôi. Buồn thì khóc đi Út. Cần lì xì thêm không? Khóc cái gì, Út nói thiệt mà, Út vui lắm luôn á. Cảm giác người ta hả viết những lời chúc cho mình á, nó đã gì đâu luôn á. Nè hai, câu nào ở đây cũng hay cũng đọc hết. Út, câu của hai hay là đọc nhất đúng không? Ai đồn câu của hai là sến nhất á. Vậy vậy câu của ai mới hay hả? Câu của má là hay nhất. À được rồi, nếu mà má coi như chịu thua vậy mà má viết sao? Má hả? Nè để đọc cho hai nghe nghe. Út cưng đẹp trai dễ thương thông minh của má, má chúc con năm mới sẽ hoàn thành được việc lớn trong đời là thi đậu đại học nghe. Nhưng học gì thì học, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha con. Đừng cố ép bản thân quá. Câu này là Út thích nhất nè. Đậu thì tốt, không đậu thì thôi. Mọi chuyện sẽ có má dặn hai lo cho con ha. Gì? Mẹ đất ơi. Ừ, má của mình dễ thương là số 1 hay ha. Thiệt hết nói luôn á. Thôi, hai ngồi đây chơi đi. Út đi gọi hả, cho đượm đẹp gái của Út. Không biết giờ kiểm bao lì xì chứ nữa. Xuân đã về, xuân vẫn vui tươi. Xuân đã về. Cái này là của bà Tám. Cái này là của anh Chí. Còn cái này là của chị Lý. Cái này là của dì Út. Còn cái này là của anh Toán. Còn cái này là của anh Cần. Sắp này là của tía má với hai. Chà, coi bộ cũng được kha khá. Nữa hả? Út đượm đẹp gái, dễ thương, ngoan hiền, giỏi giang, đảm đang của tía. Chỉ có tía mới nhìn ra những nét đẹp tiềm ẩn của mình thôi. Tía biết là năm nay con gái của tía sẽ gặp rất nhiều áp lực về chuyện thi cử. Vì vậy tía mong con hãy ghi nhớ lấy một điều. Đó là kết quả ra sao không quan trọng. Quan trọng là trong cả quá trình con đã tập trung và nỗ lực hết mình. Tía, má và chị hai của con luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh và ủng hộ con. Con cảm ơn tía. Ba. Ừ? Mùng mấy con nó về lại bển hả?
Mùng 8 nó đi. Mùng 8 hả? Thôi nha, năm nay tôi nói bà rồi nha. Con nó về bển làm ơn làm phước. Đừng có làm như năm rồi á. Rần đi rồi làm nó được, nó đi không được, nó bệnh rịnh, nó tội nghiệp nó nghe. Biết rồi, mà ai làm rần? Ông á, ông ấy rần á. Thôi, cái chuyện mà ép duyên, ép này, ép nọ, ép cưới rồi đó, tôi thấy là bỏ đi nha. Bỏ thiệt hả? Bỏ. Bỏ. Nói cũng tội nghiệp cho con bé hai. Nó khó xử lắm. Tôi nói chuyện với chú Ben rồi. Chú Ben nói bây giờ sự nghiệp của nó bên đó đang phát triển tốt đẹp lắm. Mà giờ đùng cái ba vụ cưới hỏi được kia, tự nhiên tội con. Mình đã làm cha làm mẹ mà không tạo được sự nghiệp cho con thì làm ơn làm phước, đừng có làm khó, đừng có cản trở sự nghiệp của nó. Hên. Ông ơi. Ừ? Thì này á. Ừ. Mà con Đượm mà nó thi đậu á là nó đi học đó nha. Ừ. Nhà có mỗi mình tụi ông thôi đó, có hai ông bà già tuổi tuổi đó nha. Bà đừng có khóc nha. Ai khóc hồi nào? Tôi nói thiệt bà nghe, con cái á mà nó thành đạt, nó có sự nghiệp, làm cha làm mẹ có cực có khổ nó cỡ nào tôi cũng chịu đó. Bà không có khóc. Ông mới khóc á. Tôi nói bà không có khóc à nha. Vô gì? Ông mới khóc á. Tôi khóc hồi nào đâu, tôi cười mà tôi khóc hồi nào. Ông mới khóc. Ông nhìn lại ông đi, ông mới khóc. Con Tôi đang cười với bà. Ăn dưa nè tía má ơi. Hai đứa chuẩn bị đi với tía qua bên nhà dì Út nghe con. Dạ, dì ăn dưa xong rồi mình đi luôn tía ha. Ừ, cũng được. Con mời tía má ăn dưa. Dạ, con mời tía má. Cảm ơn con. Chà. Ăn đi con. Dạ. Dưa ngọt đi. Trời ơi, ngọt mà mát nữa. Con đảm bảo hả, tía má mà nghe được tin này của hai hả, còn ngọt và mát tới muốn xỉu luôn á. Ừ. Ơi, năm ngoái đó nó cũng mời mình ăn dưa, xong rồi nó thông báo là nó sẽ về bệnh sớm á. Dạ, đúng là năm nay á là con cũng về, nhưng mà là về ở luôn với tía má trong năm nay. Ừ. Thiệt hả? Thiệt hả con? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà cái công việc ở bên đó là sao con? Dạ, công việc á thì ở đâu cũng có, ở đâu cũng làm được, nhưng mà gia đình á chỉ có một thôi à. Vậy là năm nay con sẽ ở với tía má Hương rồi. Ừ, giỏi quá à. Cái anh này làm giật mình à. Ghét. Ai biểu tính hù tôi phải không? Hù tôi bị tôi hù trước cho nên giật mình chứ gì. Định kể chuyện này vui lắm mà hả, làm tao giật mình không nói luôn. Thôi, đầu năm đầu tháng ghét gì không biết nữa. Thắm kể đi, vụ gì vậy? Không. Kể đi. Không. Không kể thiệt luôn hả? Không. Nó không kể thì thôi. Thắm nè, bữa trước anh nói với Thắm rồi đó, cho dù Thắm đi bao lâu á, anh cũng ở đây chờ Thắm được hết. Cho nên Thắm cứ toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp bên kia đi nha. Nếu mà em nói á là em muốn anh đi qua bển với em thì sao? Má của anh nói là chỉ cần anh tìm được hạnh phúc cho mình thôi thì anh muốn làm gì cũng được hết á. Nhưng mà em sẽ về trong năm nay. Hả? Về luôn. Thắm về luôn? Ừ. Thiệt hả? Thiệt. Thiệt hả? Thiệt. Trời ơi.